Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình quay lại mấy cây sứ mà mình chích cung nè các bạn ơi. Mình để nó rải rác tùm lum ở trên này nè. Nó cũng còn nhiều cây mình cũng đang chích cung nữa nè. Đây nữa các bạn. Đây nữa. Ôi chết tùm lum các bạn ơi, thấy là nó nhắm là chết được thì cứ đè nó ra chết thôi à. Đó, mình để rải rác tùm lum ở trên này nè các bạn. Đây cái này cũng đang chiết cung nè. Cái này thì củ của nó nhỏ lắm mà nguyên cái cung của nó là các bạn thấy không? Mình chơi nguyên cái thùng dầu ăn 5 lít rồi mình như mấy cây kia thì mình chiết bằng cái ly. Đó. À, chiết bằng cái ly, cái kia mình cũng chiết bằng mấy cái ly kìa. Còn cái này thì mình nguyên thùng dầu ăn 5 lít luôn. Cái này để nó ra rồi mình cũng chưa biết đâu các bạn ơi, tại vì cái thùng dầu ăn 5 lít nó bự lắm. Rễ nó ra được tới ngoài mà mình thấy rễ rồi thì là nó ra rễ nhiều. Còn đây là cái cây này là chiếc cung nè. Đó, mấy cây này mình cũng thường xuyên làm clip cho các bạn xem nè, ba cái cây mình chiếc cung đó. Nè. Mình chiếc từ cái cây này, mình chiếc từ cái này nè. Đó, cái trong kia kìa mình cũng hạ nhánh chiếc xong mình ghép san hô cho nó nè, thì mình cũng có làm clip cho các bạn xem rồi. Mà mấy cái bè san hô nó phát triển khỏe nè. Rồi cái cung nó cũng phát triển khỏe luôn. Đây. Đây thì cái này là mình cũng hạ nhánh chiết xong mình chiết mình ghép cho nó cái bè san hô luôn nè. Mà ngày hôm nay nó ra khỏe luôn rồi các bạn nè. Đây là cái cung mà. Đó thì cái này hồi đó mình có làm ba cái cây mà mình chiết xong hạ nhánh chiết xong mình trồng lại cho nó. Đây cây kim anh nè. Ồ nó ra nó phát triển khỏe quá các bạn ơi. Đó cái này là mình thả từ nhánh chiết từ cái này. Cái này là cây ràng đông. Đó cái này là của cái cây trong này nè các bạn. Cái này của cây này. Đó các bạn thấy là nó lên thấy đá không, thấy mê không? Đó còn những cây là nó chưa liền cốt nữa nè. Rồi còn mấy cái này là nó chưa liền cốt nè, cho nên là mình thấy nó có ba tược rồi, cho nên mình chiết bên trên rồi mai mốt rồi nó phân tán phân nhánh rồi nó liền cốt rồi mình mới chiết ở dưới này. Đó này đang ra rễ nè các bạn. Đây cây này. Đó thì mấy cái cây mà chiết cung mình hạ xuống ngày hôm nay nó cũng cứng chầu hết rồi các bạn ơi. Nói chung ra mình cũng chỉ có sang chậu ba cây đó mà vô ba cái chậu lớn thôi, mình không sang chậu thì thôi, sang chậu thì nó phát triển khỏe các bạn. Đó còn mấy cây này chưa sang chậu nè, chưa sang chậu nhìn nó cứng chậu rồi á nhưng mà chưa sang được. Cái này mai mốt để sửa đế nôm thì đây cũng còn mấy cây. Cây này thì cây Lạc Long Quân nè. Ngày hôm qua hôm kia mình xịt nước vô mình thấy nó lộ cái bộ đế này ra, thì bộ đế này là bộ đế nôm nè. Nay là mình sửa rễ cho nó được rồi, thì hôm nay mình sửa cái cách là làm sao để cho nó êm như các bạn nhé, đừng có để cho nó bị nó sẽ mình sẽ cắt mấy cái rễ này đi đó, nhưng mà mình làm sao mà để cái cây nó vẫn phát triển. Thường thường mà sửa rễ là bắt buộc người ta phải bung hết rễ nó ra, bung hết chất trồng ra để nó lộ bộ rễ ra, xong rồi phải treo phơi xả tàn rồi bỏ hết lá đi rồi trồng lại từ từ nó mới phát triển. Cái này mình cắt nước cho khô rồi mình sẽ đôn nó lên cao rồi mình bơi cái chất trồng ra, bơi bớt cái chất trồng ra rồi mình sẽ sửa rễ từ từ trên này. Rồi mình có muốn xếp rễ nó lại thì để mai mốt mình xếp sau nha. Còn mấy cái rễ nhỏ dư thừa này, sẽ cắt bỏ hết. Mà mình làm sao để cho cây nó vẫn phát triển mà nó vẫn có đang ra hoa này, để cho nó không có bị khựng lại nha các bạn. Đây cũng còn mấy cây nữa nè. Đó cung này. Chiếc cung kia nữa kìa, 4-5 cây ở đây nè các bạn. Còn cái này mình chiết xuống xong rồi mình lại ghép nữa nè các bạn. Đó thì cái này là mình ghép lại cho nó nè các bạn. Ngày hôm nay nó ra 2, 4, 5 tược rồi. Cây này cây đại mỹ nhân. Đó. Cái cốt nó còn nhỏ, chưa liền cốt. Khi nào mà nó lớn lên rồi nó nhiều từ rồi bắt đầu mình sẽ chiết nó cho nó ra cây zin tiếp. Đó, nhân giống chơi cây zin là vậy nha các bạn nhé. Thường thường đó mình chơi mấy cây zin như vậy thì
Các bạn thấy là nó ra bộ đế nôm đẹp không? Đó, thì hôm nay mình sẽ đem xuống rồi mình làm đít cho các bạn xem ha. Một cây này, một tán của nó thì ôi, nó một lùm luôn các bạn ạ. Được mấy tháng rồi, 6-7 tháng gì rồi á, mà hôm nay nó cho bộ đế nôm kiểu đó các bạn. Thì mình cũng chia sẻ nhiều cái mình ghép vô một cái cây một cốt, xong rồi đợi nó lớn nó liền cốt, xong bắt đầu mình chiết. Đó, mình cũng chia sẻ rất nhiều rồi. Thì lâu lâu có cái clip nào hay hay rồi mình lại quay làm clip cho các bạn xem. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình làm cái clip mà sửa rễ cho nó nha. Sửa rễ để cho cây nó không mất sức, để cho nó vẫn phát triển nha. Rồi, ok, mình đem xuống đây. Rồi, thì các bạn thì trước khi mà mình nhổ nguyên một bầu lên thì mình cắt nước cho nó khô nha. Thì cái cây này, cái bột tán này là mình cắt nước cho nó 2 ngày rồi, chắc nó khô rồi đó. Đó, ngày hôm kia mình có lấy nước mình xịt vô để cho nó lo cái bộ củ, mà 2 ngày trời thì chắc nó hút, chắc cũng còn ẩm thôi. Thì những cái cây mà mình nắm đầu nó mình nhấc lên được như vậy nè các bạn, thì những cây đó thì mình mới làm cái cách này nha các bạn nhé. Còn mấy cây mà mới trồng mà mình nhấc lên cái là nó đứt ngang cái rễ cám là không được đâu. Đó, trường hợp những cái cây mà nó thuần trầu rồi, rễ nó ăn tới đáy, nó bó thành một bầu rồi thì mình mới làm như vậy, cách này nha các bạn. Thì mình cũng thường xuyên mình sang chậu á, đó, mình cũng làm cho các bạn xem rồi. Đó, có mấy cái là nó bung là nguyên bầu rồi các bạn ha. Nó bung tới đáy luôn á. Này. Đó. Rễ của nó ăn xuống tới dưới rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm cho nó một cái chậu. Cây này chắc mình phải mua cái chậu cái này rồi. Đó, mình đi bây giờ chưa có chậu các bạn ạ. Thì mình sẽ tìm cho nó cái chậu mình cái chậu đó rồi mình đôn nó lên cao luôn nha các bạn nhé. Đôn nó lên cao luôn, xong rồi mình sẽ xịt nước vô. Xịt nước vô xong rồi bắt đầu mình lấy con dao mũi nhọn á, mình sẽ cắt bỏ hết trên này đi, để cho cái cây nó vẫn, mình lấp đất đây nè, để cho cây nó vẫn phát triển nha các bạn nhé. Mình chỉ có tỉa bên trên thôi, chứ mình mà tỉa xong rồi mình lấp chất trồng lại mình tưới là cây nó đi luôn nha các bạn. Nó sẽ thúi liền, nó ngấm nước vô thúi liền. Nhưng mà nếu mà mình tỉa trên này xong mà mình vẫn để hở, mình chỉ lấp dưới này mình tưới thì không sao đâu nha. Khoảng tuần lễ hay 10 ngày là trên này nó sẽ khô hết rồi. Đó, cây này nó sẽ cho bộ đế nôm này, các bạn thấy là chiếc nguyên cung nó có cây nó ra đều thì bộ đế rất đẹp luôn nha. Mình chỉ để sơ sơ vậy thôi. Rồi mình trồng nó lại xong mình mới lấy nước mình xịt vô nha các bạn nhé. Thôi, để mình đi tìm cái chậu đây. Rồi các bạn ơi, mình đã tìm ra cái chậu này rồi. Đó, cái chậu này bề ngang của nó cũng 28 hay sao, 28 hay gần. Bề ngang nó 28. Đó, mình đưa lên coi như là chỉ còn có 4 phần nha các bạn nhé. Đó, mình lắp cái chồng cái này rồi. Đó, các bạn thấy không? Đây. Thì rễ của nó cũng muốn tới đáy chậu này nè. Đó, các bạn thấy mình đôn lên cái này nha. Rồi mình lắp chất trồng sơ, rồi mình lấy nước mình xịt vô luôn các bạn. Rồi xong rồi các bạn ơi, thì hôm qua mình cũng đưa nó ra mình xịt nước cho nó lộ cái bộ rễ ra nè. Thì hôm qua mình xịt nước ướt nhẹp luôn các bạn ạ. Đó, thì còn cái khúc rễ bên này á, là nó vẫn nằm y nguyên nhá, nó vẫn hút nước, vẫn đưa nước lên nó nuôi nha các bạn nhé. Đó, bây giờ mình đã được để cho nó lộ hết cái bộ củ nó ra nè. Thì cái bộ củ của nó chưa có đẹp đâu các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ có chỉnh sơ thôi, để cái này rồi sau một thời gian nữa mình mới sửa được nha các bạn. Bây giờ mình để ở đây mình sẽ cắt bớt những cái rễ nào mà không cần thiết bỏ hết đi. Xong rồi mình lấy cái be, mình be nó lại rồi mình lấp tới đây lại nha các bạn nhé. Thì mình chỉ cắt trên này thôi. Đó, rồi cái nào để thì để, còn cái nào không không thấy nó như vậy nè thì cắt bỏ đi hết nha các bạn.
cho cái bộ đế nó đẹp, sau này á nó ra bộ đế nôm rồi mình mới sửa được nhé. Bên dưới này nó lớn lên rồi mình mới sửa, còn bây giờ là chưa có sửa được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tỉa nó nha các bạn. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Đó thì mình cây này là mình cũng chưa có sửa rễ nó đâu nha. Mình mới có tỉa mấy cái rễ dư thừa trên này thôi. Còn rễ nó giờ mình cứ để cho nó ăn cho nó mai mốt bên dưới các bạn nó lớn rồi thì mình mới chỉnh sửa rễ nó được nhé. Bây giờ mình chỉ có mới sửa sơ sơ thôi. Nhưng mà dù ít nhiều gì nó cũng bị tổn thương rễ nha các bạn. Thì ngày hôm qua mình cũng đã tưới đẫm bên dưới rồi. Đó, mình xịt nước rồi, nó ướt đẫm từ trên dưới rồi. Thì hôm nay nó chỉ có hơi khô khô tí thôi mà bên dưới nó vẫn còn độ ẩm đó. Thì hiện giờ là mình sẽ không tưới nha. Đây, những cái chỗ này nằm trên mặt đất thì không đáng kể. Nhưng mà có những cái mà mình kéo rễ các bạn, như cái này nè. Đó, mình sắp xếp rễ này có thể nó sẽ đứt rễ, cho nên mình không có tưới ngay được đâu. Thì mình sẽ để khoảng 3-4 ngày sau cho chất trồng mình cảm thấy nó khô rồi thì lúc đó mình mới tưới nó nha các bạn nhé. Thì nó cũng không có sẽ bị ảnh hưởng gì mấy. Còn bây giờ nó mới bị tổn thương á, mình không có tưới ngay được đâu. Đó, các bạn thấy là mình đã chỉnh sửa nó nè. Mấy cái chỗ này rễ nhiều lắm, mình đã cắt bỏ hết rồi. Đó, mình chỉ cái nào cần thiết mình để lại nha các bạn nhé. Rồi sau này từ từ nó sẽ lớn lên, nó cái này nó kín luôn. Thì lúc đó mình mới nhổ lên, mình mới chỉnh sửa bên dưới nha các bạn.
Còn bây giờ bên dưới là hoàn toàn để nó vẫn còn y nguyên, nó không có bị động rễ ở bên dưới, nó vẫn hút nước mà để nó nuôi nha các bạn nhé, thì cây nó không có bị sao. Chứ còn nếu mà mình bung hết chất trồng nó ra thì vài ngày là lá của nó là sẽ rụng hết luôn, tại vì nó chưa kịp mà để nó hoàn, nó chưa kịp mà được. Coi như là mấy cái rễ của nó nếu mà để y như vậy á, thì là nó vẫn bình thường, nó hút nước lên. Còn nếu mà mình đã bung hết chất trồng ra rồi mình trồng lại thì khoảng một tuần sau thì bắt đầu nó mới từ từ nó hồi phục lại, nó mới đưa nước lên, thì lúc đó là tàn lá nó rụng hết nha các bạn nhé. Còn mình chỉnh sửa sơ sơ như vậy, mình sang chậu mình đôn lên, mình cắt bỏ những cái rễ không cần thiết đi, thì cái này, vài ngày sau mình tưới lại thì cái cây nó vẫn phát triển nè. Đây thì các bạn thấy nè, từ hôm nọ đến giờ là cái bộ tàn này nó công nhận là nó xum xuê thiệt, nhưng mà nó cũng bị thiếu phân nha các bạn nhé. Cái lại nó bị chật chậu á, nhiều lúc thiếu nước thiếu phân, hay mình có vô phân cho nó rồi, mình cũng giải phân chung quanh cho nó rồi các bạn, thì vài ngày sau mình sẽ tưới kích rễ cho nó là nó sẽ phát triển khỏe thôi. Rồi để khoảng chừng 1-2 tuần nữa rồi mình sẽ quay lại cây này coi nó sao nha các bạn. Rồi mình có thể mình sẽ be lên tiếp rồi mình lấp nó lại. Đó các bạn thấy những cái bò mà ghép một cốt mà các bạn, đó mình cũng làm clip thường nhiều cho các bạn xem rồi. Đó, ghép một cốt xong thời gian cái nó liền cốt, cái mình chiết xuống nguyên cung nha. Cái nào mà tàn nhánh nó ít thì mình xả tiếp, thì bắt đầu nó lại nhân tược tiếp nè các bạn thấy không, thì nó sẽ cho ra bộ tán đều dày thôi. Còn bộ đế thì mình chiết xuống rồi thỉnh thoảng lâu lâu cái mình lôi lên mình sửa thì nó sẽ cho ra bộ đế nôm nha các bạn nhé. Ở chỗ này thì nó hơi bị xấu chút nè, cái này nó nằm trên này nó xéo qua đây nó hơi bị xấu chút, còn cái này mai mốt nó sẽ lớn đều ra. Rồi chào các bạn nhé. Rồi cái clip này thì chắc là nó cũng hơi dài đó các bạn, mình sẽ để 2 tuần nữa rồi mình sẽ quay tiếp để coi nó phát triển, coi tàn tược của nó phát triển sao nhé các bạn nhé. Bây giờ nó cũng đang có nụ bông nè, đó các bạn thấy bộ tán nó thấy mềm không, nhưng mà nó cũng bị thiếu phần các bạn.